Liên quan lá đơn tố cáo ghi tên 18 cầu thủ của đội bóng đá Bình Thuận cho rằng họ không nhận được tiền thưởng và bị cắt xén các khoản tiền trong mùa giải hạng nhất 2023 vừa qua. Chiều ngày 9 tháng 10, ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Thuận thông tin, đơn vị đã thành lập tổ xác minh để làm rõ nội dung đơn tố cáo. Tổ xác minh sẽ bắt đầu làm việc từ chiều nay đến hết ngày 14 tháng 10 và sau đó sẽ có thông tin chính thức gửi các cơ quan báo chí. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện lá đơn tố cáo có tên của 18 thành viên đội bóng đá Bình Thuận gửi các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận, đề nghị làm rõ vì sao tiền thưởng cả mùa giải không phát cho đội bóng đá Bình Thuận. Tiền ăn cắp thêm bị cắt xén, tiền dày cắp theo quý đến nay toàn đội chưa nhận được. Theo một số thành viên đội bóng đá Bình Thuận, khi ký hợp đồng thi đấu ở giải hạng nhất mùa bóng 2022-2023, có thông tin cho rằng tỉnh sẽ thưởng cho mỗi trận thắng 150 triệu đồng và mỗi trận hòa 100 triệu đồng. Hết mùa giải, đội bóng Bình Thuận thắng 7 trận và hòa 2 trận, nhưng đến nay chưa thấy tiền thưởng. Trả lời những vấn đề liên quan, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận khẳng định, không có chuyện tỉnh quy định tiền thưởng cho đội bóng, vì các cầu thủ tự dưng yêu cầu phải thưởng theo mức như trên là không có cơ sở. Đối với nội dung tiền dày của cầu thủ chưa được cấp, ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Thuận khẳng định là do chưa tổ chức đấu thầu kịp nên chưa trao cho các cầu thủ. Chiều ngày 9 tháng 10, nguồn tin của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt bà Trần Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1989, ngụ thành phố Thủ Đức, là người mẫu diễn viên, về hai lỗi vi phạm luật giao thông đường bộ là nằm trên yên xe điều khiển xe, không có giấy phép lái xe. Công an cũng tạm giữ chiếc mô tô do Ngọc Trinh điều khiển. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, mạng xã hội đăng tải clip ghi lại cảnh một người phụ nữ chạy xe mô tô phân khối lớn lưu thông trên đường ở phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Trong lúc điều khiển xe, người phụ nữ đứng lên yên xe và thả hai tay. Thậm chí người này còn để hai chân sang một bên, quỳ gối trên yên xe. Công an cho biết, quá trình điều tra xác định người phụ nữ trên là người mẫu Ngọc Trinh. Chiều ngày 9 tháng 10, ông Nguyễn Minh Trưởng, Bí thư Huyện ủy Ia Ba, tỉnh Gia Lai cho biết, đến chiều cùng ngày, hai thôn Pleiyu, xã Chư Răng và Mơ Năng 2, xã Kim Tân, cùng thuộc huyện Ia Ba, đang bị chia cắt do mưa lũ. Theo đó, từ hai ngày nay trên địa bàn xảy ra mưa lớn, gây ngập ngầm tràn dẫn, phần cống bắc qua dòng suối bên trên đổ bê tông vào hai thôn nói trên. Có thời điểm nước ngập sâu hơn 1 mét, khiến 528 hộ dân của hai thôn bị chia cắt. Theo ông Trưởng, trước tình hình trên, để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng canh giữ những vị trí này, không cho phương tiện và người qua lại. Tại hai thôn bị chia cắt, huyện đã cho học sinh nghỉ học chờ nước rút, chỉ đạo lực lượng quân sự huyện sẵn sàng các xuồng cứu hộ để vận chuyển lương thực hoặc đưa người dân đi khám chữa bệnh khi cần. Hiện mưa đã tạnh nhưng nước còn chảy xiết. Ngày 9 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo góp ý xây dựng dự án luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tại hội thảo, các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh và các quận huyện thành phố Thủ Đức cho rằng, tình hình tội phạm sử dụng súng tự chế, vũ khí thô sơ, dao gây án có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội BC06 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ năm 2020 đến nay đã xác lập chuyên án mua bán hàng cấm là pháo nổ, thu hơn 5.300 kg pháo vào năm 2023, một vụ con dùng súng bắn cha vào năm 2022, phá một vụ mua bán tàng trữ vũ khí công cụ hỗ trợ, thu 146 khẩu súng, 260 viên đạn. Công an các quận huyện và thành phố Thủ Đức đã mở nhiều đợt kiểm tra, qua đó thu được 9 vũ khí quân dụng, 90 súng tự chế, 3 súng hơi, 541 viên đạn, 93 vũ khí thô sơ, bắt 291 vụ với 647 đối tượng, khởi tố 42 vụ với 163 đối tượng. BC06 cũng đã tổng hợp 495 đối tượng nghi vấn về dạng tội phạm này và Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai đấu tranh trấn áp. Qua đó lập hồ sơ 705 vụ với 1.535 đối tượng, triệt phá 129 nhóm với 648 đối tượng, thu giữ 3.308 viên đạn, gần 1.000 công cụ hỗ trợ, khởi tố 196 vụ với 421 đối tượng.
Ngày 9 tháng 10, Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hai cơ sở in kinh, truyện và lịch không có quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc quá số lượng được cấp phép. Sáng cùng ngày, các đơn vị trên đã kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ thương mại bao bì Kiến Á, xưởng sản xuất tại ấp Lào Táo Thượng, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện cơ sở đang tổ chức in 3.000 bản Kinh Trường Thọ Diệt Tội, ghi nhà xuất bản Tôn Giáo, 9.000 bản ấn phẩm Sherlock Holmes, ghi nhà xuất bản Hội Nhà Văn, với tổng số hơn 10 tấn sách bán thành phẩm đều không có quyết định xuất bản của cơ quan có thẩm quyền. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Củ Chi đã tạm giữ tang vật để làm rõ xử lý theo quy định. Trước đó ngày 1 tháng 10, Cục An ninh Chính trị Nội bộ cũng phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn in ấn và dịch vụ thương mại siêu tốc, xưởng sản xuất tại thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh in vượt quá số lượng. Vụ việc được Cục An ninh Chính trị Nội bộ bàn giao cho Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh lập biên bản vi phạm, niêm phong toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 9 tháng 10, Ủy ban Nhân dân xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận có báo cáo nhanh về vụ người đàn ông dùng xăng đốt phòng ngủ khiến 4 người thân thương vong. Theo báo cáo, khuya ngày 8 tháng 10, do mâu thuẫn gia đình, người đàn ông sinh năm 1988, ngụ xã Cà Ná, đã dùng xăng đốt cháy phòng ngủ. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có 6 người. Nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Cà Ná chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với người dân dùng xà beng phá cổng để giải cứu người trong nhà thoát ra ngoài. Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến bé gái là con út của người đàn ông mới tròn 1 tháng tuổi tử vong. Ba người thân khác là mẹ vợ, vợ và con lớn bị bỏng nặng. Hiện cả ba nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây ra vụ việc, người đàn ông đã dùng dao tự tử và đã tử vong. Ngày 9 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh xác nhận hình ảnh rạp cưới dựng trên đường đăng tải trên mạng xã hội là đúng, diễn ra trên địa bàn. Trước đó, tối ngày 8 và sáng ngày 9 tháng 10, một số tài khoản trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh rạp cưới dựng ngoài đường có chiều dài vài chục mét và rộng chừng 3 mét. Phía trong rạp có nhiều bàn ghế để khách tới dự tiệc. Qua xác minh, sự việc trên diễn ra vào ngày 8 tháng 10 ở đường Sông Hành, xa lộ Hà Nội. Tuyến đường này có nhiều phương tiện di chuyển qua mỗi ngày. Ủy ban Nhân dân phường Linh Trung cho biết, ngày 8 tháng 10, gia đình một người dân tổ chức tiệc cưới dựng rạp trên đường Sông Hành, xa lộ Hà Nội, khu phố 6. Ngay sau khi nhận được thông tin, phường đã cử người xuống kiểm tra xử lý. Phường cũng mời gia đình người này lên làm việc và đã lập biên bản xử phạt hành chính. Ngày 9 tháng 10, Công an thành phố Tuy Hòa cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã bắt giữ 12 đối tượng hoạt động tín dụng đen và cho vay nặng lãi trên địa bàn và các vùng lân cận. Công an xác định Nguyễn Hoàng Thiên, sinh năm 1999, trú tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, đang tạm trú tổ 16, khu phố 1, phường 8, thành phố Tuy Hòa, dẫn đầu nhóm cho vay nặng lãi. Quá trình điều tra từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 10 năm 2023, các đối tượng đã cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, huyện Phú Hòa và huyện Tuy An cùng tỉnh Phú Yên vay hàng tỷ đồng với lãi suất từ 400 đến 800% một năm. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, cảnh sát thu giữ nhiều đồ vật tài liệu, gồm một bộ máy vi tính, 5 xe mô tô, 8 điện thoại, 10 tập mẫu hợp đồng đặt cọc và giấy vay tiền, 3 giấy mượn tiền, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 10 triệu 650 ngàn đồng. Ngoài ra, cảnh sát cũng phong tỏa tài khoản ngân hàng của các đối tượng với số tiền 217 triệu đồng. Cảnh sát điều tra công an thành phố Tuy Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng, gồm Nguyễn Hoàng Thiên, Vũ Ngọc Duy và Vũ Quang Khoa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.